Nếu còn như vậy thì không đủ thời gian. Đúng vậy, phải nghĩ cách kêu bọn họ qua đây. Người ngoài kia, tôi muốn gặp Hương Tuyết Hải, Thiết Toán Bàn. Nhảm nhí, Nhị Đương Gia và Tam Đương Gia là người con muốn gặp là gặp hả? Người anh em, nghe tôi nói đi. Nếu con muốn mọi người chết chung với nhau thì hãy mau thông báo một tiếng. Không rảnh. Nè, nghe tôi nói đi, người anh em. Tam Muội, sao em lại? Xưa nay em không tới phòng của anh mà. Nè, ăn đi. Hả? Nhị ca, anh nói đi, súng của đại ca sao lại nằm trong tay của Hoa Hồng chứ? Họ thực sự là do đại ca phái tới sao? Sao đại ca không đích thân tới đây? Tam Muội, ý của em là em muốn giết bọn họ sao? Được, chỉ cần em nghĩ như vậy, anh sẽ đi ngay bây giờ, anh sẽ giết hết bọn họ. Nè Nhị ca, em nghĩ kỹ rồi, bây giờ chúng ta không thể giết họ được. Đúng là họ từng giúp đỡ chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải hỏi cho rõ ràng. Ma Lão Lục, cho chúng tôi gặp Nhị Đương Gia, Tam Đương Gia đi. Đóng cửa lại. Hoa Hồng à, Nhị Đương Gia và Tam Đương Gia cô không gặp được đâu. Nhưng mà các cô có thể gặp được một người khác. Ai vậy? Là Diêm Dương. Ai trà, Nhị Đương Gia, Tam Đương Gia này từ tâm đa cảm. Hôm nay tôi sẽ thay họ lấy mạng của các người. Hương Tuyết Hải, Thiết Toán Bàn, nếu các vị không muốn bị Phi Sơn Báo tiêu diệt, mau thả chúng tôi ra. Nhị Đương Gia, Tam Đương Gia, chúng tôi thực sự đến cứu Đồng La Trại. Nếu trong 15 ngày không tiêu diệt được Phi Sơn Báo thì Đại Đương Gia các người sẽ bị mất mạng. Dẫn họ ra ngoài. Cởi trói mau lên. 15 ngày sao? Có thật không? Đúng, Thẩm Gia Môn nói nếu trong 15 ngày mà không tiêu diệt Phi Sơn Báo thì sẽ treo đầu Trần Tam Pháo trên cửa thành. Tiêu diệt trong 15 ngày? Trong 15 ngày làm sao làm được chứ? Ôi trời, Lão Lục, cậu có chú ý gì không? Không cần đến cậu, tự tôi có chú ý. 15 ngày tiêu diệt Phi Sơn Báo, đây là kỳ hạn cuối cùng của Thẩm Gia Môn. Ý, tại sao chúng ta phải nghe lời Thẩm Gia Môn? Hắn là ai chứ? Chúng ta nên cho người đi tiêu diệt Thẩm Gia Môn. Đúng, tiêu diệt Thẩm Gia Môn mới là việc chính. Nhị ca, bây giờ không phải chuyện tiêu diệt Thẩm Gia Môn hay là không, mà phải mau chóng cứu đại ca. Chúng ta không đội trời chung với hắn mà, hắn là kẻ thù. Anh, ý của Nhị Đương Gia là không tiêu diệt Phi Sơn Báo phải giết Thẩm Gia Môn sao? Chuyện trên núi của chúng tôi không cần cô quản. Tôi cũng không muốn quản, nhưng các anh có thể ra khỏi Lão Hổ Khẩu không? Lão Hổ Khẩu đã bị Phi Sơn Báo chiếm rồi. Các anh giống như đã bị người ta bóp cổ. Nếu các anh muốn thở thì phải khiến người ta buông tay ra. Cho nên không cần đến Thẩm Gia Môn, chỉ là một Phi Sơn Báo cũng sẽ đập chết các anh như đập ruồi mà thôi. Không sai, các người hãy suy nghĩ lại đi. Bây giờ điều quan trọng nhất không phải là ân oán giữa anh và Thẩm Gia Môn, mà là nguy cơ trước mắt. Nếu như không mau chóng nghĩ cách, sáng sớm ngày mai Phi Sơn Báo sẽ hoàn hồn. Hắn sẽ tấn công Đồng La Trại thêm lần nữa. Đến lúc đó Đồng La Trại sẽ thực sự xong đời. Sáng sớm ngày mai sẽ bị tiêu diệt, mạng sống cũng không giữ được, còn muốn giết Thẩm Gia Môn sao? Chuyện nên nói tôi đã nói rồi, tin hay không tùy các anh. Ra tay đi. Tôi tin. Tôi cũng tin. Thôi đi, cô thấy rồi, bây giờ ở trên núi là Phi Sơn Báo, dưới chân núi là Thẩm Gia Môn, ai cũng khiến người ta phải lo. Tình hình này các cô cũng nhìn thấy rồi. Nếu các cô không khử tên Phi Sơn Báo này từ phía sau, chúng tôi sẽ khó thở lắm.
Cho nên trong 15 ngày phải tiêu diệt Phi Sơn Báo. Một là cứu được đại đương gia các anh, hai là giải vây cho Đồng La Trại. Tiêu diệt Phi Sơn Báo trong 15 ngày làm sao có khả năng? Chúng tôi không bị hắn tiêu diệt là may mắn rồi. Chẳng lẽ nhị đương gia thực sự muốn nhìn thấy đại đương gia bị Thẩm Gia Môn giết sao? Không, chúng ta tuyệt đối không thể để đại đương gia bị giết. Tiêu diệt Phi Sơn Báo đi. Đúng, phải. Đúng. Tiêu diệt Phi Sơn Báo, cứu đại đương gia. Tiêu diệt Phi Sơn Báo, cứu đại đương gia. Mấy người hùa theo cái gì chứ? Hả? Tới lượt mấy người lên tiếng rồi hả? Đánh chắc chắn phải thắng, nhưng mà chúng ta thắng có đổi không hả? Nếu như mà thắng, có đi tới bước đường như hôm nay không? Có bị Thẩm Gia Môn hắn nhốt trong nhà chịu đòn roi hay không? Ê trời ơi, tôi muốn nói các vị vẫn còn trẻ, chưa đánh được bao nhiêu trận hả? Chưa biết ác liệt trong trận đánh, chúng ta hãy bàn bạc lại đi. Bàn bạc cái gì nữa? Bàn bạc nữa thì lão đại sẽ mất mạng. Nhưng mà cũng không thể để anh em trên sân trại đều phải mất mạng. Các anh không đánh, em đánh. Nhị ca, lão lục, các anh không đánh, em sẽ dẫn anh em của em, kể cả người của đại ca, tụi em đi đánh. Chỉ cần Đồng La Trại bước qua cái hố này, chỉ cần cứu được đại ca, ba cô này liều mạng. Còn ai muốn đi với tôi không? Ôi đi, chúng ta sẽ cùng đánh. Đúng rồi. Nè, ta muội, anh không nói không đánh mà. Tôi cũng muốn cứu đại đương gia. Nếu mọi người đều muốn đánh, đánh. Nhưng đánh làm sao, em có chủ ý không? Nhị ca, Hoa Hồng cầm theo súng của đại ca tới đây, gặp súng như gặp người. Em nhận thấy hay để cho Hoa Hồng tạm thời làm đương gia của Đồng La Trại. Hoa Hồng, đánh như thế nào, cô nói đi. Tôi cũng chưa từng đánh nhau. Mã Long, anh thấy nên đánh như thế nào? Trời ơi, cậu ta biết cái gì chứ? Trong lúc lão đây chơi súng, cậu ta còn ở chuồng tắm mưa kia kìa. Nè, lão Lục à, tuy lời nói lão Lục hơi thô chút, nhưng lý không thô. Anh là người mua bán, anh biết đánh nhau không? Nếu như có chuyện gì, sẽ là mạng sống trăm mấy anh em trên núi đó. Em nói đi ta muội. Nếu hôm nay không có Mã Long và Hoa Hồng, chúng ta cũng mất mạng rồi. Nghe lời bọn họ đi. Tôi thấy Đồng La Trại này tường đồng vách sắt, có địa thế tốt, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu như có hoạch định ổn thỏa, đánh một Phi Sơn Báo không phải chuyện khó khăn gì. Anh biết binh pháp? Không rành cho lắm, chỉ biết chút ít. Anh không có mua bán. Anh không phải người mua bán, anh là quân nhân. Tôi không cần biết anh làm nghề gì, chỉ cần anh có thể nói ra một đường lối, đánh thế nào do anh quyết định. Trước đây chúng tôi đã đánh với họ mấy trận, vẫn chưa phân cao thấp. Lần này Phi Sơn Báo nhân lúc đại đương gia chúng tôi bị bắt, đột nhiên tập kích, suýt chút đã bị hắn tiêu diệt. Anh nói đi, trận này đánh sao đây? Trời ơi, cậu ta là một người bán rượu thì biết cái gì chứ. Nè, đây là Đồng La Trại, đây là chốt chặn Lão Hổ Khẩu. Trên hồ chắc chắn không có qua được, hai bên này đều là vách đá treo leo. Anh nói xem, phải làm sao? Lão Hổ Khẩu dễ thủ khó công, là con đường trọng yếu của Đồng La Trại. Nhưng bây giờ lại rơi vào tay Phi Sơn Báo, mất hết địa lợi. Muốn đánh trận này, đúng là cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Tôi nói có sai đâu. Anh hãy nói đánh như thế nào đi ha. Phi Sơn Báo này, hắn là người như thế nào? Hả? Cái gì mà như thế nào? Hắn chính là một tên khốn, ham ăn, ham uống, thích tiền, thích đàn bà. Hắn chính là một người đàn bà mới lên núi làm sơn tặc. Nhưng đánh nhau cũng có vài chiêu. Thích khoe khoang. Hắn chỉ cần thắng trận, khen hắn vài câu thì hắn sẽ quên mất đường về. Đúng. Như vậy kể ra hắn là người tự đại tự phụ, tầm nhìn nông cạn, một lòng muốn khuếch trương, nhưng lại là người có chút suy nghĩ. Đó, thấy chưa? Mấy câu nói của anh ta nói trúng điểm rồi. Khốn kiếp mà, lần này tiểu tử này
đột nhiên tập kích, chính là phải lòng Tam muội chúng tôi muốn cưới Tam muội làm áp trại phu nhân. Hắn muốn cưới Tam đương gia hả? Đó, cốc ghẻ đồ ăn thịt thiên nga. Nếu vậy thì chúng ta hãy gả đi. Gả? Khốn kiếp, cứ tưởng phía sau còn có diện binh, chỉ có mấy tên giặc cỏ cũng làm hỏng chuyện lớn của lão. Đại ca, hắn đang dùng kế nghi binh đó. Đại ca, tôi thấy đây là chuyện tốt. Tốt cái con khỉ. Nếu không phải các người ai nấy cũng nghi thần nghi ma, lão đây đã ngủ trên giường cưới của Hương Tuyết Hải rồi. Đại ca, anh không biết điều này rồi. Kế nghi binh ngày hôm nay chứng tỏ cái điều gì? Chứng tỏ là Đồng La trại bọn họ không có diện binh. Bọn họ chính là thức ăn trong chén của chúng ta. Chúng ta muốn ăn vào lúc nào thì sẽ ăn vào lúc đó. Đúng. Hôm nay tôi sẽ đánh trận đầu. Đại ca, sau đó Thanh Xà Bạch Xà nhớ thưởng cho em nha. Khốn kiếp, còn muốn động phòng qua chút cùng ngày với lão sao? Đại ca. Đại đương gia. Đại đương gia. Đại đương gia. Các vị đương gia. Có chuyện gì? Là chuyện tốt. Người của Đồng La trại tới rồi. Người của Đồng La trại nói đồng ý nghe theo lệnh chỉ huy của đại đương gia. Còn nữa, bọn họ đồng ý dâng hiến tam đương gia của bọn họ, Hương Tuyết Hải, cho đại đương gia đó. Chỉ mong là chúng ta không đuổi cùng diệt tận thôi. Giỏi cho tên thiết toán bàn. Bọn họ đâu? Họ đang chờ ở bên ngoài á. Kêu bọn họ vào đây. Dạ. Dẫn họ vào đi. Nhanh lên. Đại đương gia. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Gặp đại ca của ta, tại sao là không quỳ? Khốn kiếp. Có tin ta nổ súng bắn chết không? Mã Long này trên quỳ trời đất dưới quỳ cha mẹ, quỳ vì chữ nghĩa. Tôi đến đây là phụng lệnh nhị đương gia chúng tôi đến để kết minh với đại đương gia. Tại sao tôi phải quỳ? Không quỳ thì phải chết. Đại đương gia, đúng là các anh đã đánh bại chúng tôi. Tôi đến đây cũng quả thật là muốn cầu xin anh nương tay cho anh em Đồng La trại chúng tôi một con đường sống. Nhưng mà tôi nghe nói hai bên giao chiến không giết sứ giả. Đại đương gia tung hoành giang hồ, chẳng lẽ nhất định phải giết người đến nương tựa anh sao? Nếu anh giết tôi, sau này còn ai dám nương tựa đại đương gia nữa không hả? Giỏi lắm. Anh là Mã Long sao? Đúng. Trên Đồng La trại anh phụ trách công việc gì? Chỉ là một pháo đầu. Pháo đầu? Khốn kiếp, hôm nay người chơi tôi phía sau chính là anh sao? Nè đại đương gia, tên anh bất giận, trung thành với chủ không còn cách nào khác, hãy bỏ qua cho. Được. Mã Long, anh là một hảo hán. Nói đi, đương gia của các anh kêu anh tới đây làm gì? Chúng tôi đồng ý thần phục đại đương gia. Chỉ cần đại đương gia cho anh em Đồng La trại chúng tôi một con đường sống. Mấy vị đương gia của chúng tôi cũng đã thương lượng rồi, đồng ý tiến cống giao nộp lương thực hàng năm. Còn nữa, tam đương gia chúng tôi xin đại đương gia đừng quá nóng ruột. Chỉ cần đại đương gia rút quân, 3 ngày sau cổ sẽ đồng ý gả cho anh. Thật không?
mời đại đương gia xem qua. Được lắm, coi như thiết toán bàn này biết điều hả? Được, quyết định như vậy đi. Sau đây Đồng La Trại các anh chính là một đại đội của Hương Cổ Sơn chúng tôi. Lão đây sẽ chiếu cố các anh. Hãy nói đương gia các anh biết, 3 ngày sau tôi sẽ chuẩn bị phòng ốc tiếp đón áp trại phu nhân. Được. Khoan đã, đại ca, sao em cảm thấy có điều gì đó không có hiểu? Đại ca, chuyện này đại ca suy nghĩ lại đi. Suy nghĩ con khỉ gì hả? Chỉ cần Đồng La Trại nằm trong tay lão, lão đây chiếm giữ lão hổ khẩu, lúc nào cũng có thể đánh trở về hả? Được, cáo từ. Khoan đã, Mã Long, tôi nể anh là một hảo hán, anh không cần về đâu. Đợi sau khi Hương Cổ Sơn làm xong chuyện này, tôi sẽ cho anh 1 chân 4 xà 8 cột. Đại đương gia không tin tưởng chúng tôi, giữ tôi làm con tin có phải không? Thông minh hả? À, được rồi, mấy người các anh về đi, nói cho đương gia các anh biết, 3 ngày sau nếu tôi không thấy Hương Tuyết Hải, cái đầu của Mã Pháo Đầu, tôi sẽ gửi về cho các anh. Còn nữa, đội ngũ đưa dâu đều không được mang theo súng. 2 con rắn của Hương Tuyết Hải cũng không được đi theo, chỉ được dẫn theo hầu gái. Đại ca, vậy còn đàn bà của các anh em phải làm sao? Gấp gì chứ, Hương Tuyết Hải cộng thêm 2 con rắn chính là 3 con hổ cái. 3 con hổ cái có thể đấu lại 1 con sư tử. Tôi không muốn bị 3 con hổ cái cắn đâu. Được, cung kính không bằng tuân lệnh. Mã Pháo Đầu, không sao đâu, đại đương gia xem trọng tôi, tôi sẽ về Hương Cổ Sơn với anh ta. Các anh về trước đi. Anh nhớ cẩn thận nha. Đi. Khốn kiếp, Phi Sơn Báo giữ Mã Long lại, có phải bất chấp đạo nghĩa giang hồ quá rồi không? Bây giờ phải làm sao đây? Đúng vậy, bây giờ phải làm sao đây? Bọn họ rút quân chưa? Thám tử của chúng ta đã xem xét khắp nơi, Phi Sơn Báo rút quân rồi, nhưng mà lão hổ khẩu còn giữ lại mấy chục người. Vậy tiếp theo phải làm sao? Tuy Mã Long đã bị giữ lại, may là anh đã bố trí mọi chuyện. Làm theo bố trí của anh đi. Ngày mốt đưa dâu đúng giờ, chuyện bên trong chúng tôi sẽ bàn với nhau, còn chuyện bên ngoài sẽ do nhị đương gia toàn quyền chỉ huy. Mọi người phải đồng lòng, đây không phải chuyện riêng của ai. Nếu thất bại, Đồng La Sơn này sẽ xong đời. Còn nữa, 3 ngày này phải canh gác cẩn thận, để tránh bọn họ tập kích. Ê, phu nhân đúng là nữ trung hào kiệt nha. Ê, sao lại là người ủ rượu chứ hả? Được rồi, giải tán đi, nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức cho khỏe. Được. Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy? Không sao hết. Chuyện gì vậy? Không ngủ được, qua đây coi cô đó. Rối trí lắm phải không? Ngày mốt cô là cô dâu của Phi Sơn Báo rồi. Tôi không hề sợ điều này, bất quá thì chết thôi. Mạng của tôi là do đại ca cứu về, nếu không năm xưa đã chết rồi. Bao năm qua coi như là sống thêm. Cái này là trải qua đà cho tôi,
có biết là gì không? Thuốc độc. Không sai. Cái này được bào chế từ đoạn trường thảo, chỉ cần nuốt vào bụng, nửa giờ sau sẽ bị độc phát mà chết. Cô không chết đâu. Tôi sẽ cùng cô gả qua bên đó làm hầu gái của cô. Cô không sợ sao? Sợ chứ. Nhưng hai chúng ta ở bên nhau, không sợ nữa. Cô không được đi. Người phụ nữ của đại ca không thể chết được. Buồn cười lắm hả? Cô cướp mất người đàn ông của tôi, tôi còn lo cho cô. Nếu chẳng may cô chết, đại ca cũng sẽ chết. Anh ấy nói như vậy, cho nên tôi không thể để cô đi được. Là tôi có lỗi với cô. Cô có lỗi gì đâu chứ. Vì đại ca không thích tôi. Nếu như anh ấy thích tôi thì ai cướp được chứ. Tôi chỉ là mến mộ cô, cũng ghen với cô. Hoa Hồng, chị hai. Hôm nay tôi gọi cô một tiếng chị hai là chấp nhận. Tôi chấp nhận cô là chị dâu, cũng đã nhìn nhận số mệnh của tôi. Lão Lục, Ma đại ca. Ấy, được được. Nếu như để mất Đồng La Trại, anh em chúng ta sẽ không còn chỗ đứng trên giang hồ nữa rồi. Cho nên bây giờ không phải lúc để chơi trò tâm kế. Anh hiểu không? Tôi hiểu. Trận đánh vào ngày mốt, ai ai cũng phải anh dũng tiến lên phía trước. Chuyển lời của tôi xuống dưới, chuyển đến anh em chúng ta. Tới lúc đó nếu ai dám giở trò gian trá, sợ chết rút lui, chém đầu người đó. Dù phải đem hết anh em của chúng ta ra cược, cũng phải lật đổ Phi Sơn Báo. Đồng La Trại là nước, chúng ta là cá. Nếu như nước cạn mất, không có con cá nào sống sót. Trong lúc anh hai tôi còn sống, anh đã ở bên cạnh tôi rồi. Sơn Trại này chỉ có hai anh em mình là thân nhất. Chén rượu đồng hành này, hãy cạn đi. Ừ.
Mã Long bị giữ lại, nhị ca dẫn dắt đội ngũ ngoại hợp, được không đó? Sao lại không được? Nhị ca lúc nào cũng muốn làm đại đương gia. Lần trước đại ca bị thương, không phải chỉ nhắc nên để ý tới sao? Sao bây giờ tin tưởng anh ta như vậy? Lần này thiết toán bàn sẽ cố hết sức mình. Hơn nữa tình cảm anh ta dành cho em sẽ không trơ mắt nhìn em bị Phi Sương báo. Chị khẳng định vậy sao? Tất nhiên. Nếu như lần này chúng ta thất bại, cả Đồng La Trại đều phải xong đời. Không chừng Phi Sương báo sẽ giữ lại một số người, nhưng với các đương gia và bốn xạ tám cột đều phải ra đi. Giờ mạng sống của anh ta cũng giống chúng ta. Anh ta cần bảo vệ chúng ta, cũng phải bảo vệ bản thân. Đối phó Phi Sương báo, em có tự tin không? Phi Sương báo võ nghệ cao cường, chúng ta lại không thể mang theo vũ khí. Vậy để chị nghĩ xem có cách nào không? Không cần nghĩ đâu. Dù có chết đi nữa, em cũng sẽ liều tới cùng. Đừng luôn nghĩ tới cái chết. Chúng ta phải tiếp tục sống cho tốt. Ngày tháng tốt mới bắt đầu thôi. Chị, hai đứa không cần đi theo chị. Bảo vệ chị hai cho tốt. Chị không sao? Dạ. Ê, chỉ vì một ít cỏ này, xem chút nữa xương sống của bổn đà bị gãy luôn rồi. Tìm cỏ này để làm gì? Đúng rồi, áp trại phu nhân. Cậu nói đây, cỏ náo dương này dùng để làm gì? Ông đừng hỏi nữa, về nghỉ ngơi đi. Tiểu Ngũ Tử, hả? Con và Khổ Qua tìm chỗ nào đó hơi khô cỏ này đi, mẹ cần dùng. À, dạ. Ê. Mẹ, mẹ cần thứ này, con đang chuẩn bị cho mẹ. Đừng quạt nữa. Hả? Đem cỏ náo dương này bỏ trên lửa nướng một lát. Nướng để làm gì? Đừng hỏi nhiều nữa, nhanh lên. Dạ. Để họ ở đây đi, người còn lại theo chị ra ngoài. Nè, mẹ, mẹ làm gì vậy? Không có lệnh của mẹ, không được ra ngoài. Dạ. Làm việc đi. Chị đang muốn làm gì hả? Sao thần bí quá vậy? Em đừng lo, cha chị từng nói với chị, dê ăn các loại cỏ, chỉ có cỏ náo dương là không ăn. Em biết tại sao không? Ừ. Trên giang hồ nói, trong thuốc gây mê có cỏ náo dương này. À, để Tiểu Ngũ Tử họ thử phải không? Chúng ta đi thôi, để hai người họ trông chừng là được. Được, có tình huống gì báo cho chúng tôi ngay. Được. Thơm thiệt. Ừ, mùi này thơm thiệt. Ừ, đây là cái gì sao lại thơm như vậy? À, anh thấy hơi choáng. Hả? Ngũ Tử à, anh ra ngoài một chút nha. Sao em không thấy choáng chút nào? Anh ơi, anh xỉu rồi hả ta? Sao em...
Đại ca trong nhà Lao vẫn khỏe chứ? Anh vẫn khỏe, Thẩm Gia Môn không có làm khó ảnh. Chị cũng lấy làm lạ, Thẩm Gia Môn này không xấu như chúng ta đã nghĩ. Còn không xấu sao? Hắn tiêu diệt chúng ta bao nhiêu năm rồi? Hắn là đoàn trưởng dân đoàn, tiêu diệt sơn tặc là việc của hắn. Chị ơi, chị ơi, ôi trời, Tiểu Ngũ Tử họ ngất xỉu rồi. Mau khiêng họ ra ngoài. Dạ. Tiểu Ngũ Tử. Tôi... Như vậy là sao chứ? Đó là cái gì mà thơm nha? Hoa trưởng quầy, Hoa trưởng quầy, Tam đương gia. Chuyện gì vậy? Hưởng cổ sơn cho người mang sính lễ tới đây rồi. Họ không phải đến đưa sính lễ đâu, đến do La Thực Hư đó. Phi Sơn Báo muốn biết chúng ta có thật sự gả em không. Cứ theo kế hoạch, ra ngoài đón khách. Long gia, sư gia, xin chào. Sao không báo tôi một tiếng để tôi xuống đón? Anh có xuống được không? Chào ấp trại phu nhân. Đi nào, đi nào, mời vào trong. Đi, đi, vào trong. Đi, chào. Nào, mời vào trong. Tốt quá, tốt quá. Các anh đến đây, chỗ tôi mới được nhà tranh thêm sáng. Lại đây các anh em, chuyển đồ lên đây. Chuyển hết lên đi. Hey, tiếc đường già, ở đây thật sự trang hoàng rất lộng lẫy. Được lắm, được lắm. Tất nhiên rồi, Phi Sơn Báo đại đương gia và Tam Muội chúng tôi kết thành vợ chồng. Chỗ chúng tôi là bên ngoài, tất nhiên phải trang hoàng cho đẹp, tổ chức linh đình rồi. Tốt. Chỉ cần các anh em trên Đồng La Sơn chịu thuần phục đại đương gia chúng tôi, vậy sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Thân phục, thân phục. Đại đương gia mở cho con đường sống, bảo toàn Đồng La trại chúng tôi. 101 anh em chúng tôi đều tâm phục khẩu phục. Hả? Ê, hai vị à, mời ngồi. Mời ngồi. Mời ngồi. Cha. Mời uống trà. Nè, em gái nhỏ, cho hỏi trong lúc đưa dâu em có đi không vậy? Cô ta chỉ là đầy tớ, thân phận thấp hèn, cho nên cô ta không đi đâu. Lão Thiết, anh nói đi sơn tặc của chúng ta làm gì có chuyện thấp hèn hay không thấp hèn. Cho cô ấy đi đi. Hơn nữa, bên cạnh áp trại phu nhân không thể không có người hầu gái. Anh nói có đúng không? Ê, ta muội à, sư gia đã nói như vậy, hay là em dẫn theo đầy tớ này đi? Nhị ca sắp xếp đi. Được. Ai nấy cũng nói Hương Tuyết Hải là nữ ma đầu. Theo như tôi thấy, ê, cho dù một đại gia khuê tú cũng chưa chắc sánh bằng. Ê, hay quá, đại đương gia chúng tôi đúng là có phúc lắm luôn. Đúng rồi, có phúc lắm. Ê, hai vị à, các anh tới đây có chuyện gì hay không? Ý trời ơi, anh nhìn đầu óc của tôi đi, quên mất chuyện chính đáng rồi. Đây là chút tâm ý của đại đương gia chúng tôi, xin áp trại phu nhân nhận cho. Được, tôi nhận. Hai vị à, đại đương gia các anh còn có dặn dò gì không? Căn dặn thì không có, nhưng mà đại đương gia nói chỉ được dẫn theo 20 người mà thôi, đồng thời không được mang theo súng. 20 người tôi sợ không có đủ, của hồi môn bên phía chúng tôi cũng không ít à. Thôi được, thôi được, chỉ cần không mang theo súng, dẫn thêm vài người cũng không thành vấn đề, chúng tôi đều tiếp đãi hết. Cái gì? Phi Sơn Báo giữ Mã Long lại sao? Dạ phải, bây giờ Đồng La trại đã rối tung lên rồi. Được. Đi đi,
lập tức thả Trần Tam Pháo cho tôi. Tư lệnh, như vậy không phải là thả cọp về rừng sao? Tôi chính là muốn thả hắn trở về. Bây giờ hắn trở về, hắn có tha Phi Sơn Báo không? Dạ. Ta ăn con pháo. Lão gia, hình như tư lệnh đã thả Trần Tam Pháo về rồi đó. Vậy cũng tốt, như vậy họ sẽ không đến gây phiền phức cho ta nữa. Tay chân con vụng về như vậy hả? Một ly trà cũng bưng không vững. Ở bên nhà con cũng vậy sao? Thiệt tình. Trời, như vậy là sao em Tư? Ủa, sao lại khóc vậy? Coi em đó, không muốn hầu hạ cha cũng đâu cần đập bể ly như vậy. Ly này mắc lắm đó nha. À, cha à, để con pha ly trà khác cho cha dùng ha. Vẫn là Tiểu Bảo hiểu chuyện. Nghe tôi nói đi mà, tư lệnh thật sự thả Trần Tam Pháo đi rồi. Đi vào trong cũng không có gặp hắn đâu, ở đây dơ lắm. Cô đi về có được hay không? Hả? Không có đâu, rõ ràng rồi, không có. Trần Tam Pháo? Không có ai, em thấy không? Tôi đã nói rồi mà, không có ở đây. Tôi cho cô biết, tư lệnh đã hứa thì sẽ trả thù cho cô. Nhưng mà bây giờ chúng tôi thả Trần Tam Pháo là có mục đích. Tôi là Nhị Cẩu. Mở, đừng bắn. Sao anh lại thả Trần Tam Pháo? Tại sao lại gạt em? Các ngươi ra ngoài đi. Dạ. Minh Mỹ, em khoan kích động đã, để anh từ từ nói cho em nghe. Em không muốn nghe anh nói, anh chính là đang gạt em. Anh gạt em làm vợ anh, bây giờ anh thả hắn về anh có ý gì? Anh đã nói sẽ giúp em trả thù, giết chết Trần Tam Pháo thì nhất định giết chết hắn. Vậy thì anh giết đi, giết ngay bây giờ, giết ngay bây giờ đi. Thẩm Gia Môn, Thẩm Gia Môn, tại sao anh lại thả Trần Tam Pháo đi? Nếu như anh không dám giết hắn ta, hãy trả súng cho tôi giết hắn ta. Anh giết, anh có giết được hắn không? Cho anh một khẩu súng, anh lên núi giết hắn, hay là hắn giết anh đây? Tôi nói cho anh biết, đừng gây rắc rối cho tôi. Chuyện này tôi tự có sắp xếp. Minh Mỹ, anh là chồng của em, anh đã hứa giúp em trả thù, giết chết Trần Tam Pháo. Anh chắc chắn sẽ giết hắn, nhưng không phải bây giờ. Đại ca, đại ca, chúng tôi về rồi. Sư gia, lão Tam, hai người vất vả rồi. Bây giờ cho các anh em mở tiệc. Đại ca, khoan mở tiệc đã. Lần này á, tụi em đến Đồng La Trại đã cười rụng răng luôn. Có chuyện gì? Xem ra thiết toán bàn này đã phục thật lòng đó. Trên dưới Đồng La Trại treo đèn kết hoa, đang chuẩn bị gả con gái đi qua đây đó. Tốt. Anh không biết đó thôi. Sau khi Trần Tam Pháo bị bắt thì Đồng La Trại đã rối tung lên rồi. Bây giờ chúng tôi có thể đầu quân dưới trướng của anh. Đây là chuyện vui lớn. Hơn nữa, nếu Thẩm Gia Môn muốn tiêu diệt chúng tôi, đúng là người điên nằm mơ, có phải không? Đúng rồi. Tốt. Đây gọi là người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt hả? Anh được lắm. Nhưng mà có điều đáng tiếc, Thanh Xà Bạch Xà, hai đại mỹ nhân, đại ca, anh lại không cho họ đến. Em đây chỉ biết ngắm nhìn mà thôi. Người anh em,
nóng ruột không ăn được đậu hũ nóng đâu, hả? Chỉ cần người của Đồng La Trại bọn họ thật lòng quy thuận chúng ta, thì đàn bà không phải đều là của chúng ta sao? Hả? Cảm ơn đại ca. Đại ca, tôi cũng đã chấm một người. Ừ. Cô ta là đầy tớ. Nè, tôi cho các cậu biết nha, lần này không cho bất kỳ ai giành với tôi đâu. Đại ca, lần này anh phải thương cho thằng đệ đó. Đại ca, còn em nữa. Làm gì có phần của cậu. Được, ai cũng có phần. Cảm ơn đại ca. Lại đây, ngồi đi.